Chào anh em Cần Thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi. Hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2020 ha. Mình lên video số 282 nha. Lời đầu thì mình chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn an lành ha. Thì hôm nay mình lên là 9 cây cần carbon 3 khúc nha, hàng hệ ha. Có có độ dài là từ 3,3 m cho tới 4 m ha. Đó. Thì bây giờ lên cây số 1 nha. Cây số 1 là một cây cần 3 khúc nha. Này hàng lưu ha. Đây cây đai hoa 3 khúc nha. Đó. Cây này là cây dài 3,3 m nha. Đai hoa carbon wicker nè, bover mesh nè. Cây này đẹp nha anh em, cây này rất đẹp ha. Dòng này là cho anh em lua nha. Đó. Dòng này chuyên lua ha. Này. Đó. Carbon xoắn caro nha, carbon mét á, dạng caro lưới B40 á, nổi gân ha. Rồi, cần về ngoại hình thì còn đẹp nha. Đây là lóng gốc ha. Đó, lóng gốc nè. Caro nổi gân ha. Đó. Rồi, cần dài 3,3 m nha. Về ngoại hình còn rất đẹp ha anh em. Rồi, cái lóng số 2 đây ha. Đọt cũng dịu nha. Này không cần thuộc vào dòng cứng đâu. Này dạng trung bình thôi. Thì cây cần mà cây cần đai hoa mã số 1 thôi. Bát của nó là bát đai hoa luôn nha, bát hãng luôn ha. Đây. Này là dùng máy ngang anh em, dùng máy ngang ha. Rồi, đọt cũng dịu thôi nha. Chứ không phải đọt cứng ha. Đó, đọt dịu này. Rồi, cây số 1 này để mình xem cái đọt mấy ly. Số 1 này đọt nó tầm 1 ly 2 ha. Đọt nó tầm 1 ly 2 thôi nha. Carbon mét ha, carbon dạng vảy lưới á. Rồi. Mã số 1 nha anh em. Mã số 1 này là dài là 3,3 m 3 khúc ha. Cần đai hoa carbon wicker nha. Sản xuất ngành này như của ghi đai hoa, không thấy ghi nước sản xuất. Nói chung hàng Nhật bãi ha, hàng bãi nha. Rồi, cây số 1 này là cân nặng là 150 gram nha, đọt 1 ly 2 á anh em. Mã số 1 này mình gửi đến anh em giá 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi ha. Rồi, lên cây số 2 nha anh em. Cây số 2 là một cây 3 khúc luôn ha. Đây, 3 khúc Hordelock nha, đai hoa Hordelock này anh em. Bát là Fuji FBS 22 ha. Rồi. Dài là 3,6 m, cứng 50 nha. Cái này cũng carbon mát mát luôn nha. Này, caro cái dạng lưới B40 đó nha. Đó. Cái lóng gốc ha. Đây. Khoen bát là Fuji nha, khoen bát Fuji ha. Đó. Hàng hệ ha anh em. Đó. Cái chân rất là đẹp ha, chân khoen đẹp luôn nha. Đó. Trồng đá sứ nâu hay sao ấy nha. À, trồng đá sứ xám ha. Rồi, đốt số 2 nha. Đó. Cũng vậy nha. Bên ngoại hình cần thì mình không thấy chảy xước anh em. Này
Nay lên đồ VIP à, toàn là hàng hệ không nha anh em. Dài 3m6, cứng 50. Để mình xem cái đọt cả. Đọt nó tầm 2 ly nha. Ly 9 tới 2 ly. Đó, cứng của nó là 50 ha. Cây này 3m6. Cân nặng tổng thể của cây cần mã số 2 là 400g ha. Cân nặng tổng thể nó 400g nha. Rồi, cây mã số 2 này mình gửi đến anh em giá 1,5 triệu luôn nha. Mã số 2 ha. Rồi, lên mã số 3 nha. Mã số 3 là một cây cần rất đẹp anh em. Cây này cũng hàng hệ luôn. Đó. Nhìn dàn khoen bát là biết đỉnh nè. Cây này cũng cây đai hoa luôn ha. Cây đai hoa. Anh em, đai hoa luôn ha. Rồi. Khoen bát hãng nha. Đai hoa. Đó. Cây này rất đẹp ha. Thì cây này là đai hoa Pacific Phantom nha, Pacific Phantom. Đó. Về ngoại hình thì mình không thấy chảy xước mấy ha. Về ngoại hình có lâu lâu có một chỗ xước dăm thôi. Cây này không thấy chảy xước mấy. Ống số 1 ha. Ống số 2 nha. Dàn khoen, cái chân khoen rất đẹp nha anh em. Trồng đá sứ xám ha. Rồi. Đó. Đọt đây ha. Đó. Cần này còn rất đẹp anh em. Thông số này cũng đỉnh luôn anh em. Dài là 3m9 ha. Cần này dài 3m9. Cái đọt nó 2 ly nha. Dài 3m9, đọt 2 ly. Sở hữu dàn khoen Fuji đá sứ xám ha. Đẹp tuyệt đỉnh. Đó. Rồi, cân nặng tổng thể. Cân nặng tổng thể là 300g thôi ha. Cân nặng tổng thể là 300g. Thì cây này mình gửi đến anh em giá là 3,5 triệu nha. Mã số 3 ha. Cân nặng là 300g. Dài là 3m9. Đọt 2 ly ha. Mã số 3. Cây đai hoa. Rồi, lên mã số 4 nha. Mã số 4 là một cây cần Olympic ha. Cây cần Olympic nha. Cây này đánh lục được này anh em. Cây này đánh lục được này. Olympic dài nó 4m ha. Đó, dài 4m. À, mình thấy cái cây này thì cái đọt khá cứng ha. Đó, đọt nó tầm cứng 27 nha. 25 tới 27 ha. Cây này là cây Olympic nha, cũng carbon luôn ha, mã số 4 đấy. Rồi. À, dàn bát nó là Fuji FS7 ha, bát Fuji FS7 nha. Cần về ngoại hình còn đẹp anh em, về ngoại hình thì còn đẹp ha. Cây Olympic này là cây Olympic đời cũ rồi nha, không phải đời mới ha. Đó. Về ngoại hình đẹp nha. Rồi. Cái lóng số 2 đây nha, lóng số 2 đây ha. Lóng số 2 là khoen gập nha anh em. Này. Số 2 này khoen gập ha. Giống như dạng khoen phản quang anh em, khoen gập này. Đó. Dàn khoen rất đẹp nha, khoen Fuji sứ đá xám ha. À, sứ đá, đúng rồi, sứ đá xám. Rồi, đến cái ngọn này nha. Ngọn cũng khá cứng á nha, ngọn lớn á. Rồi, nhưng mà dàn khoen nó là khoen gập hết nha. Đó, lâu lâu mình mới thấy cây khoen gập hết anh em. Đó, thì cây Olympic này là mã số 4 ha, mã số 4 nha. Mình xem cái đọt mấy ly. Đọt nó 3 ly ha, đọt 3 ly, 3 ly mốt á nha. Cây số 4 này đọt 3 ly mốt nha. Dài 4m. Cân nặng ra. Khoen bát còn rất đẹp nha anh em. Khoen bát còn đẹp ha. Rồi. Cây số 4 này cân nặng nó là 600g nha anh em. Cần Olympic đọt 3 ly ha. Dàn khoen Fuji rất là đẹp nha. Khoen Fuji mà khoen bát nó khoen gập hết ha. Trừ cái khoen đầu bu là không gập nha. Đó, nặng 600g luôn. Cây này là cây Olympic đời cổ ha. Đời cổ mà carbon nha. Thì cây mã số 4 này mình gửi đến anh em giá là 1,4 triệu ha. 1,4 triệu nha.
mã số 4 nào. Rồi. Lên mã số 5 nha. Mã số 5 này là một cây cần. Cây này còn rất mới nha anh em. Cây này là cây long cát ha, mã số 5 một cây long cát. Đó. Khoen bát là Fuji FS7 nha, cây này đẹp lắm anh em. Về ngoại hình thì không thấy chảy xước, nhìn giống còn như mới vậy đó nha. Đây ha. Đó. Các cái đốt, các cái lóng nó như mới hết đấy nha. Ngoại hình rất là đẹp nha. Này. Độ dài nó là 4 mét ha, cứng 25 đến 30 nha. Cứng từ 25 tới 30 ha. Cây này mình nghĩ đánh lục rất là ổn anh em. Thấy cái đọt nó cứng ha, đọt nó cũng rất là cứng. Về ngoại hình thì cây này mình không thấy chảy xước mấy nha. Cây này nhìn rất đẹp ha. À, bát nó cách gốc nó tầm cây này bát cách gốc nó khoảng 70 cm nha. Bát cách gốc 70 ha. Đây này bát cách 70 nha. Rồi. Cái giống số 2 ha. Giống số 2 thì cái khoen này lại gập nha. Này, giống số 2 khoen gập ha. Đó, khoen phụ đề 3 gập nha, nhưng mà là khoen Fuji luôn ha. Khoen Fuji luôn nha. Đó. Thì giống số 2 về ngoại hình mình cũng không thấy chảy xước mấy ha anh em. Đó, về ngoại hình đẹp nha. Đây. Về ngoại hình còn rất đẹp ha. Giống số 2 này cũng còn đẹp. Nên giống số 3 cũng vậy nha. Giống số 3 thì chân khoen đó, mọi thứ còn đẹp hết ha. Rồi. Cây này thì mình thấy khá cứng đó nha. Nó ghi cứng tầm 25 đến 30 mà mình nghĩ này nó cứng tầm 30 luôn đó nha. Họ tại thấy cứng quá nè. Cứng ngắc. Khá cứng. Đối với cây này thì mình thấy rất cứng nha. Rồi. Mã là mã số 5 ha. Mã số 5 này mình xem. Cẩn thận đây. Số 5 này cân nặng nó tầm 400g nha anh em. Cân nặng nó 400g ha. Đó. Cần carbon nha. Bon nhìn dày mà đẹp lắm anh em. Thấy cần đang mới tinh nha. Đây ha. Cân nặng 400g. Rồi. Cái khoen đề 3 nó là gập nha. Mỗi cái khoen đề 3 gập thôi nha. Rồi. Cái đọt thì mình xem đọt. Đọt nó 2.8 nha, cân nặng 400g, đọt 2.8 đó anh em. Cần dài 4 mét ha, cái này mình nghĩ cứng tầm 30 á, mình thấy cũng cứng lắm. Mã số 5 ha, cây này mình gửi đến anh em giá là 3 triệu nha. Cây số 5, mã số 5 3 triệu ha. Đó, lên cây số 6 nha. Cây số 6 mình lên một cây Olympic đi nha, cây Olympic ha. Cây này cũng khá cứng mà dàn khoen rất là đẹp nha. Cây số 6 này về ngoại hình nha anh em. Đoạn này gỗ ha. Đó, carbon nổi gân lên nha, carbon nổi gân ha. Cây này là cây Olympic nha. Đây, bát là Fuji FS7 ha, bát đời cao chút. Đó. Rồi, cây này dài rất là chuẩn nha, 3m9 mà mình thấy cũng cứng lắm anh em. Cứng nó tầm 30 hơn 30 ấy. Dài 3m9 ha. Cứng tầm 30 thôi. Đó. Mình thấy cũng khá cứng rồi. Đây ha, về ngoại hình cần còn đẹp nha. Về ngoại hình cần đẹp á. Đây. Khoen bát ha, khoen Fuji tròng sứ đá xám nha. Đó. Cây hôm nay lên mình lên toàn hàng hệ không à, lên toàn hàng hệ đẹp nha. Rồi. Cái khoen đầu bu của nó này nha, khoen đầu bu lớn ha. Đó. Khoen đầu bu sỏ con út vô muốn vô luôn ha. Đó, cây này 5 khoen nha. Rồi, cái đọt này mình nghĩ khá to, dài có 3m9, dài chuẩn 3m9 ha. Rồi, đọt 3 ly nha, khá lớn. Đó, cân nặng cây này là mã số 6 này ha. Cân thật ra. Rồi.
Cây mã số 6 ha, đọt 3 ly, dài 3m9. Cây này là cần Olympic nha, carbon xoắn ha, nội gân, dài là 3m9, cân nặng là 500g, đọt 3 ly ha. Cây số 6 này mình gửi đến anh em giá là 2.700k nha, 2.700k cây số 6 ha. Rồi, cây số 6 này khá cứng nha, đọt to này nha, mình nhìn thấy cứng lắm, nó cứng ngắc à. Khá cứng, cây này đánh lục ok lắm, cứng ngắc. Rồi, mình lên cây số 7 ha. Cây số 7 này siêu đẹp luôn anh em. Cây số 7 là một cây Daiwa ha. Đây, cây Daiwa Procaster nha. Carbon Whisky. Đó. Cứng 25, dài 4m. Mình nghĩ cây này cứng 25 chuẩn anh em. Cứng 25 nó chuẩn ha. Đó. Trong 5 cây cần, tức là trong 9 cây, trong 5 cây 1, 2, 3, 4, 5. Thì cây này là một trong những cây mà mềm nhất cho anh em. Cứng 25 á, cây này mình thấy mềm nhất. Về cái đọt nó là dịu nhất ha, trong bằng nó cây. Rồi, cái đọt thì khoen đề ba của khoen alo cũng khá lớn ha. Này anh em, sở hữu dàn khoen sứ đá xám ha, sứ đá xám á. Rồi, đây là lại là khoen gập ha. Đó, cần về chất liệu là carbon whisky nha, carbon wicker đó. Đây anh em, chỗ này mình nghĩ được người ta bôi keo lại này anh em. Đó, có bôi keo chỗ này ha, anh em nhìn kỹ phần bôi keo nha. Đó, cái này không phải mình bôi nha, mình mua về nó như vậy này ha. Đó, có bôi keo. Rồi, cái đọt. Thì cái đọt này là, nếu mà nói cần đánh lục thì cây này là chắc cứng 25 chuẩn đó. Rồi, đọt 2 ly rưỡi thôi ha, đọt 2 ly rưỡi nha. Rồi, phải đến lóng số 2 ha. Lóng số 2 này anh em. Nhìn cái carbon nó nổi caro dạng lưới ha, dạng nổi lưới đó. Đây. Chỗ này có bị dính keo nha, chùi nhẹ là hết ha. Đó, có bị dính băng keo anh em. Rồi, khoen này, lóng số 2 này khoen gập ha. Đây. Khoen dàn khoen còn đẹp nha. Dàn khoen còn rất đẹp, cần cây này cũng còn đẹp luôn ha. Đây đó, cái phần keo này nha. Rồi. Giống số 2. Đến giống số 3 nha. Đây anh em. Carbon Whisker ha, carbon Whisker. Cây này đó, đẹp lắm, sản xuất bởi Daiwa. Cứng 25, dài 4m ha. Đó, nhìn phê luôn anh em. Cây này khá là đẹp ha. Rồi. Thì cây này là cây số 7 nha. Cây số 7 này đọt của nó là 3 ly ha, đọt 3 ly á nha. Đọt 3 ly, cân nặng là cây số 7 này đọt 3 ly ha. Rồi, cân nặng của nó là 400g nha. Đọt 3 ly, cân nặng nó 400g á. Cần carbon wicker rất đẹp ha. Cây số 7 này mình gửi đến anh em giá 3.500.000 nha, mã số 7 ha, 3.500.000. Xưa mua thì đắt lắm anh em, cây này xưa mình mua khá đắt ha. Rồi, giờ thì giá chắc rẻ. Chúng này mình cũng không câu, mua siêu tầm chân thôi, để đẹp thôi. Rồi, mình lên cây số 8 nha. Cây số 8 này là một cây Gamma Gatsu ha. Cây Gamma Gatsu này anh em. Về ngoại hình là mình thấy còn rất là mới nha anh em. Còn rất là mới sáng bóng ha. Còn rất mới sáng bóng. Thì cây này giống như dàn khoen nó phản quang hay sao anh em. Dàn khoen phản quang á. Cây này là dài là 4m chuẩn nha. Dài 4m chuẩn, về ngoại hình đẹp lắm anh em. Ủa, cứng nó tầm 25. Nhưng mà mình thì mình thấy cứng á. Cứng hơn cây carbon wicker kia nhiều luôn á anh em. Cứng ngắc. Nói chung là cây này là mình, cái cặp này là mình thấy cứng ngắc. Có hai cây ha. Hôm trước có một cây mình bán rồi nha anh em. Trước có một cây bán 3.500.000 rồi ha. Đó. Thì cái khoen nó là khoen gập phải hết nha. Khoen gập mà dàn khoen còn rất là đẹp nha anh em. Nè, gập nhưng mà dàn khoen còn đẹp lắm ha. Rồi, chỗ này cũng gập lại được này. Đó, rồi. Đây ha.
anh em, dàn khoen này, khoen còn rất đẹp nha anh em, khoen còn đẹp luôn ha. Đây gặp được hết nha. Đó. Rồi, cái này cũng đẹp, khá đẹp ha, gặp được hết. Gặp đâu ở đấy luôn. Rồi, cần về ngoại hình thì mình thấy không thấy chảy xước mấy ha. Lóng số 1 nha. Rồi, lóng số 2 này anh em, lóng số 2 này. Carbon ha, carbon nhìn thấy rõ luôn ha. Đó, carbon xoắn nha, carbon xoắn vòng này. Khoen bát là gặp tốt nha anh em, khoen bát gặp tốt. Đó. Còn khá mới ha. Mình có 3 cây thôi. Trước bán 1 cây cho ông anh nào ngoài miền Bắc rồi. Giờ lên tiếp 2 cây nữa ha. Này, Gamma Gasu nha. Hàng còn đẹp lắm này anh em. À, đẹp sáng ha. Rồi, bát là Fuji FS7 ha. Bát Fuji FS7. Đó, cứng 25 nha, nhưng mà mình thấy cứng lắm. Cây này mình nghĩ cứng hơn 25 ấy nha. Nghĩ cứng nó tầm 30, hơn 30 á, cứng rất. Đó. Này anh em, cái đọt cứng ngắc à. Đó, đọt cứng. Đó. Anh em nhìn nè, đó, khá cứng nha. Này đánh lục tốt luôn này nha, đánh lục đỉnh luôn á. Rồi, cây số 8 ha. Cây số 8 này mới lắm nha. Cây này mình gửi đến anh em giá 3,5 triệu nha, mã số 8 ha, mã số 8. Rồi, lên mã số 9 là cũng là mã cuối cùng mà, mã cho video số 82 nha. Mã số 9 này cũng là một cây Gamma Gasu ha. Đó, về ngoại hình nhé, cây này nè anh em. Cây này nó bị chóc chút sơn ở đây ha. Đó, anh em nhìn rõ nha. Chóc chút sơn, còn ngoại hình thì rất đẹp nha anh em. Đó, cứng thì nó ghi là 25, nhưng mà cái này mình nghĩ cứng 25 của thằng Gamma này là chắc tương đương cứng 30 á. Tầm 30 của mấy cái khác á. Này, ở đây nó có một cái định vị nha. Hai cây này á, là đều có cái chỗ này có định vị của lóng ha. Này anh em. Ở đây có định vị, đây có định vị ha. Đó, nhét vô nha. Rồi, một lóng ha. Đây, lóng này mình cũng không thấy chảy xước mấy nha. Này, chỗ này giống như hai khoen, sợ khoen nó chạm nhau thôi ha. Đó, khoen gặp hết nha. Đó, cây số 9 này cũng còn khá đẹp. Đây bị dính dạng như dính keo á. Chùi nhẹ là ra ha. Rồi, số 2 đọt này ha. Thì cái cây này á, là mình thấy ở đây nha anh em. Ở đây nó có làm thêm một cái khoen ha. Này anh em. Đó, cây kia không có mà cây này có nha. Cây này có cái khoen. Đó, nó đi cái khoen chỗ này ha. Rồi, cây này cũng khá đẹp nha. Đây anh em, chỗ này giống lúc trước như nó có đi đặt một cái khoen ở đây nữa hay sao ấy. Mà gỡ ra rồi này anh em. Đó, anh em nhìn kỹ nha. Chỗ này giống như là lúc trước nó có đặt một cái khoen đấy. Mà nó được gỡ ra đó. Này, mình thấy có nốt keo gỡ ha. Đó, có nốt keo nó gỡ, gỡ giống như gỡ cái khoen ra vậy đó. Rồi, thì cây này về ngoại hình cũng còn đẹp nha. Nói chung là hôm nay mình lên hàng VIP mà. Rất là đẹp ha. Dàn khoen là dàn khoen, dạng dàn khoen phản quang này nha. Rồi, cây này là cây số 9 ha. Cây số 9 là một cây Gamma nha anh em. Cây Gamma Gasu ha. Cây số 9 cần Gamma Gasu luôn ha. Thì cần dòng này thì nói chung là đánh lục thì cũng khá chất ha. Cũng nặng rồi, nặng 500g anh em. Mã số 8 và mã số 9 nó nặng tầm 500g ha. 500g. Dài 4m. Thì độ cứng nó mình khảo sát thì nó cứng tầm cỡ 27, cứng chuẩn luôn đó nha. Đó, nó cứng tầm đó trở lên ha. Ghi trên cần là 25 nhưng mà mình thấy cứng lắm. Rồi đọt nó 3 ly, hơn 3 ly nha. Đọt nó tầm đó đó. Rồi, cây số 9 này và mình cũng gửi đến anh em giá là cây số 9 này mình gửi đến anh em giá bằng với cây số 8 luôn ha. Nói chung là một cặp mà, một cặp. Chỉ khác có một cái khoen thôi nha. Cây số 9 này khác cây số 8 là nó thêm một cái khoen ở đây. Và lúc trước mình nghĩ ở đây nó có cái khoen nữa mà nó gỡ ra này nha. Đây có cái nốt gỡ ra của cái khoen này. Anh em nhìn kỹ nha. Rồi, hai cây này một cặp giá bằng nhau luôn ha. Rồi, mình
Chào anh em nha, nay mình lên 9 cây cần ha, 9 cây hàng hệ nha anh em, 9 cây 3 khúc ha, cây nào cũng đỉnh đẳng cấp hết đấy nha. Nhưng mà cái dòng gamma này thì mình thấy hơi hiếm nha. Nói chung mình sưu tầm cũng nhiều năm rồi, nhưng mà dòng gamma này là mình thấy hiếm nhất ấy. Mua nó cũng khó lắm, mà bây giờ mình thấy ít, càng ngày càng ít đi ấy. Mà giá nó lúc nào cũng đắt. Gamma này nội địa Nhật ha. Trước mình có bán một cây trong anh nào ngoài miền Bắc rồi, nay còn 2 cây thì bán luôn nha. Rồi mình chào anh em ha, anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ số điện thoại của mình nha, 0918720629 thì mình ship có tận nơi ha. Anh em xem, nói chung là anh em xem hàng kỹ trước khi anh em nhận nha. Nếu mà hàng mà không có đảm bảo hoặc không có hợp ý của anh em thì anh em đừng nhận, không sao hết ha, gửi trả về cho mình. Còn lô VIP này là anh em cứ xem kiểm tra kỹ, ơi mà đúng ý thì anh em hẳn nhận nha. Rồi mình chào anh em ha.